Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi sáng thứ bảy ngày 1 tháng 12 năm 2018, Hành Nguyễn sẽ sáp và combo một bộ hát karaoke cho bác Nguyễn Xuân Toàn. Có số điện thoại là 0976 360 380. Bác ở thành phố Hồ Chí Minh và bác đã ứng trước cho Hành Nguyễn 1 triệu tài khoản. Hành Nguyễn đã nhận được 1 triệu tài khoản của bác. Đây là cái bộ hát. Trước khi mà Hành Nguyễn gửi cho anh, Nguyễn cũng nhắc bác một chút này. Nhà bác sử dụng mic UG925 mã thì bác sẽ để cho em mic UG925 mã ở mức độ 2 giờ hai bên. Thì trong hai tay mic này nó sẽ có một tay lặng tay nhẹ. Sau khi bác để xong này rồi, nếu như tay giả sử tay bên bên phải này lặng thì bác để cái vô mic này một tí cho em lệch so bên này thì nó sẽ nhẹ như nhau. Bởi cái mic kế như vậy mà tay nam tay nữ. Vang số này em để khởi động là nhạc 12 và mic em để 46. Nhà để 46. Và đẩy em để này, giấu bác nhá. Đây này. Đấy, để giấu bác này. Bởi vì em sẽ sáp mic cho chế độ này. Nhạc thì bác để tăng lên. Đây, music này. Đấy, còn nếu mic nó chưa được nhẹ lắm thì bác tăng cho em chỗ này. 1 2 vạch. Lên 84 luôn. Nên em để 46 là có để hợp lý rồi. Và nhại là effect này bác có thể tăng hoặc giảm tùy bác. Đấy. Và đẩy với đẩy như thế em xếp cho bác một đôi loa giờ xếp 2 bát. 2 bát giờ xếp. Và cái bát này em xếp cho bác tất cả là 6 chế độ. Thì bác muốn gọi chế độ bác ấn G-Con hoặc dùng điều khiển ấn được G-Con. Thế đó bác ấn nút áp này. Chế độ 1 em sẽ áp lại Eco Reverb cho đôi loa bát 20 kép của bác xoáy luôn này. Chế độ 2 là và chế độ 3 là Eco, chế độ 4 là nghe nhạc, chế độ 5 là kèn cộng với giấy, chế độ 6 là chiếc kèn không, loa chiếc kèn. Thì giả sử bác muốn lưu chế độ 6 vĩnh viễn thì bác chỉ ấn G-Con lần thứ 2. Ấn Do. Và bác nhớ đừng quên động tác là ấn Save lần nhất này, Save lần thứ 2 này. Ra cái này và S. Đấy là nhớ vĩnh viễn, tắt điện đi thì nó sẽ nhớ mãi mãi ở vị trí số 6. Còn nếu bác ấy ấn điều khiển thì nó chỉ là chuyển tạm thời cái lúc bác đang cái vang đang hoạt động thôi. Còn tắt điện đi nó sẽ về chế độ 1. Em lưu sẵn chế độ 1 nhá. G-Con này thì ra đúng cái này này, ấn áp cho điểm chấm nháy làm 2 chấm, sau đó vặn về với chế độ 1, sau đó gọi G-Con thứ 2 để nó hỏi mình có chọn chế lại không. S là có thì ấn nó do. Sau đó em sẽ lưu vĩnh viễn chế độ 1 cho bác, tức là nhà bác hiện tại bây giờ có đôi loa bát 20, 2 bát và 8 chiếc. Đây em tắt đi. Khởi động đúng như vậy. Và tiếng mic rất là hay nhá. Có thể bác dùng điều khiển mà có ấn vào 1 và 2 được. Đây tiếng mic xua. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 GQ, các 2. Bác nghe tiếng sòn sạc với mic vào nhau. Echo thì vẫn rất là đủ. Không dấu dít bác nhá. Đây, thoải mái luôn này. Đây, mic còn sáng trưng đây. Lắc thoải mái, lắc thôi chứ đừng chọc chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, rất là tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 GQ thứ 2. Hey. Một ca khúc về karaoke. Cái này này bác có thể chưa được 5 đôi loa. 5 đôi loa bắt 50. Em thông báo trước nhé. Ngày sau sẽ ra sao. Em cứ là giờ xếp 4 mát và 8 xếp đúng như bác. Ngày xưa thank you.
thì cách kết nối như sau. Bác sẽ cắm nhạc của đường là in 1 theo hàng dọc và vị trí M dòng và L. Và cắm ông đẩy để cái đẩy nó có rắc lưu trích. Bác cắm lưu trích hoặc là bác có thể kẹp bằng rắc này như nhau. Đấy, như nhau, cái này mới giống cái này. Và hai cái rắc này giống cái này. Đây, cắm vào đây. Và cắm M dòng và L. M dòng và L của bác theo đúng chiều và cổng in 1 là cổng ngó vào. Đấy. Xin cảm ơn ca sĩ Chính Quy. Bye bye.